Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến tin hot nhà đất Hải Phòng. Lại là tôi, Happy Home TV đây. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một căn nhà ngay gần mặt đường Ngô Gia Tự, Hải An, với thiết kế hiện đại, 4 tầng mà giá chỉ từ 3 tỷ. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký để nhận được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Bước vào ngay ngõ của ngôi nhà, ta đã thấy một bãi để xe ô tô vô cùng rộng rãi, có bảo vệ trông coi ngày đêm. Đường vào nhà rộng 6m, trải nhựa rất đẹp. Ngôi nhà xây dựng ngay gần mặt đường Ngô Gia Tự, thiết kế 4 tầng liền kề, móng cọc bê tông, khung, cột, tường 20, xung quanh khu nhà, với mật độ dân cư đông đúc, văn minh, không gian sống lý tưởng cho khách hàng tầm trung. Mặt tiền ngôi nhà bố trí rất đẹp với màu sơn trắng, ban công giả biệt thự. Bây giờ, hãy cùng mình tham quan bên trong căn nhà nhé. Bước vào căn nhà, ngay đầu tiên chúng ta thấy cửa chính ngôi nhà rất rộng, với chiều ngang 4m, tổng diện tích căn nhà là 61m2, hướng đông nam, cửa cuốn điện chống trộm, cửa kính cường lực, đi vào là phòng bếp rộng rãi, bàn ăn bố trí vừa vặn, tủ lạnh đời mới, vân vân. Tủ bếp được làm bằng nhựa cao cấp, chống cháy, màu sắc lại hài hòa với màu sơn của căn nhà. Tại tầng 1 này còn được bố trí một nhà vệ sinh, tiện nghi cho việc sinh hoạt đông người. Phòng khách đã được chủ nhà kê đầy đủ đồ nội thất mà không gian vẫn còn rất thoải mái. Tiếp đến, các bạn thấy cầu thang bố trí chính giữa ngôi nhà, cầu thang kính đá đen cao cấp. Lên tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Các bạn thấy, phòng ngủ rất lớn, với sức chứa đồ nội thất thoải mái. Tầng 3 cấu trúc tương tự tầng 2. Chất liệu nhà vệ sinh đều của hãng Toto, đặc biệt là đã lắp đặt thêm cabin tắm đứng. Tiếp tục cùng mình lên tầng 4 nhé. Tầng 4 bao gồm phòng thờ với ban công rộng rãi. Cạnh phòng thờ là sân phơi. Như vậy, quý vị vừa cùng em tham quan hết căn nhà, thật tuyệt vời phải không? Với diện tích từ 61m2 xây dựng 4 tầng đường rộng rãi, lại ngay gần mặt được Ngô Gia Tự, mà giá chỉ từ 2 tỷ. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì, thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.